Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã ủng hộ em clip Thoi Đỏ Kiên Giang hôm qua, bán rất là nổ đơn. Hôm nay em đem đến cho anh chị một món quà bất ngờ nữa, đó là cây cerec thuận bờm xuôi gió nha anh chị. Đố anh chị cái phát hoa dài đẹp màu rực rỡ như thế này là dòng gì ha? Xin bật mí với các anh chị, đây chính là dòng thuận bùm xuôi gió hay còn gọi là cerec. Thì cerec thì các anh chị mình khá là quen thuộc rồi, bởi phát hoa lúc nào nó cũng rất là dài đẹp với cái khuôn hoa màu tím hồng như thế này các anh chị ha. Thì thuận bùm xuôi gió cái dòng này thì nó trồng càng lâu nó sẽ cao to. Mình thấy cái chậu kế bên em là nó có thể đạt đỉnh tầm khoảng 1,5 m tới 2 m luôn các anh chị. Đặc biệt là cái vòi hoa của nó rất rất là dài, tầm khoảng 3-4 găng tay là chuyện rất là bình thường. Hầu hết những các anh chị mình chơi những dòng dendro nắng, mình cực kỳ yêu thích cerec bởi nó rất là siêng hoa và bền hoa ha. Thân thủ thì mình trồng càng lâu càng cao to, nên các anh chị mình có thể chọn những cái size chậu to hoặc là những cái chậu thiết kế tác phẩm chậu đất nung như thế này để mình trồng dòng cerec. Thì hiện tại những ai mà yêu thích sưu tầm dòng cerec thì em có những cái size chậu nhỏ hơn với phi 12, cao tầm khoảng 2 găng tay. Ba chậu cerec như thế này nha anh chị, đang đứng ngọn, cao to đang đứng ngọn, chuẩn bị ra vòi nụ cho anh chị chơi vào dịp Tết hôm nay nha anh chị. Ba chậu khủng như vậy, chi phí mức giá 175.000, bao ship trên toàn quốc nha anh chị. Chưa hết nha anh chị, em còn tặng thêm một cái chai chuyên trị vàng lá và mùa này nha anh chị. Và đây là hình ảnh chậu bán nè anh chị, những chậu rất là cao ha anh chị. Đây, thuận bờm xuôi gió tầm khoảng từ 2 cho tới 3 găng tay và hàng đang nhú vòi nè anh chị. Hàng này đứng lá hết rồi và cái vòi nụ như vậy thì là đúng Tết. Và em sẽ gửi tặng cho quý cô chú anh chị mình thêm là một chai AC Masun anh chị. Cái này là tăng dịp độc tố, đặc biệt là mùa lạnh này rất dễ gây vàng lá, 1 gram trên 1 lít nước. Hiện tại trên thị trường là chỉ giá là từ khoảng từ 6 tới 70 ngàn anh chị. Anh chị tranh thủ đặt hàng 3 chậu thuận bờm xuôi gió, em sẽ gửi tặng cho anh chị kèm bao ship anh chị luôn ha.